Ôi, thôi bây giờ là bọn mình đi câu cá mà mấy đứa cứ nhầm vào trái cây làm gì. Đi theo anh. Rồi chào tất cả các bạn, quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Mình thấy chuối đây. Chào bạn, mình chào đi ăn. Mình Vin Thiên Hơn. Ồ thì ngày hôm nay ba anh nhậu mình sẽ thử thách tìm ra vua câu cá giữa mình và hai anh trẻ trâu nha. Đó. Đi ra đằng này. Thế cần câu đâu anh? Cần câu đằng này, đi ra đây. Rồi các bạn ơi, mình đã chuẩn bị rất là nhiều dụng cụ câu khác nhau. Ví dụ như kia là để là có cần này. Cần thì có các loại khác nhau. Đó, và sử dụng dây. Rất nhiều loại dây khác nhau, cũng như là phao để câu cá. Và đặc biệt là mồi câu nữa. Mình có 3 người, mình sẽ chuẩn bị 3 loại mồi câu khác nhau để thi câu cá, chọn vào mồi câu thi câu cá nha. Ghê đấy, để anh nhấc cho nó. Nào. Nào nhấc lên. Trông cái chuối này. Đấy. Đi. Ơ, cái gì đây? Cái gì đây? Quả này là anh thấy ở đằng kia mà. Trời ơi, cất đi. Cất đi cho người ta. Rồi, để lựa chọn xem ai sẽ sử dụng cái cần câu như nào để câu cá thì bọn mình sẽ sử dụng một cái xúc xắc này. Đây. Để xoay xúc xắc. À, ai xoay vào số to nhất người đó sẽ được chọn cần câu xịn hay cần câu dởm. Ai vào cái chấm nhỏ nhất sẽ sử dụng cái cần câu dởm nha các bạn. Rồi, bây giờ ai thấy trước? Thảo hay là Vinh? Vinh đâu rồi? Sao mày lại đứng trên đấy? Xuống đây để quay video. Anh nghe xuống kiểu gì anh ơi? Quay rồi, không biết xuống kiểu gì thì em ngồi trên đây luôn đi. Trời. Ừ em đùa thôi. Thiên Long Bắc Bùa. Ăn chi. Rồi thả lên chơi, thả lên chơi. Ừ. Mấy? Ê, ừ, làm chấm. Cho Vinh. Đến lượt Vinh này. 1 chấm. Ê, ơi, vậy là Vinh sắp bét rồi Vinh à, đến lượt anh. Ê, anh ấy lớn rồi, có phải con trẻ con đâu mà. Ok, anh đùa xem mấy đứa phản ứng như nào, không ngờ mấy đứa phản ứng dữ dội. Ôi. Ôi ôi. Đánh là 6 rồi, mày là 3, thằng Vinh 4. Ơ 1. Xoay lại nha. Ơ, mình quên mất là vừa rồi chưa nói là sẽ chọn cái gì. Thì xoay lại rồi nha Thảo. Vòng đầu tiên là sẽ chọn cần câu nha. Đây, có 3 loại cần câu, giới thiệu các bạn luôn. Cần câu 5 sao, ấy, cần câu máy luôn nha các bạn. Mua ngoài quán. Cần câu thứ hai, cần câu tre. Cần câu này quy vào 1 sao nha. Xanh ơi, hey. Cần câu thứ 3 đâu sao em không thấy. Cần câu thứ 3 đó chính là cái móc. Móc treo quần áo này. Cái này là 2 sao à? Cái này là không sao em ạ. Ai dùng móc treo quần áo làm cần câu đâu. Thôi bây giờ sẽ chọn cần câu nha. Ai xui người vào đấy đấy. Đến trước rồi. Chơi luôn đi em. 1 3 3. Rồi Vinh vào 1 này. 4. Đến lượt anh cầm. Rồi quả này vào mấy đây? 1 5. Anh xoay lại, vừa anh xoay, anh xoay ăn gian quá. Anh vừa rồi anh chưa ăn gian. Anh chơi. Anh thua rồi, thôi. Thôi được rồi, tiếp theo. Xong rồi. Vậy là Vinh, em đến chọn cần câu đi. Vừa mình sẽ chọn cần câu nha các bạn. Ờ. Thôi em lấy cần câu chia. Ờ, thằng này nó không sử dụng cần câu làm sao này các bạn. Chứng tỏ là Vinh gà, nó không biết dùng cần câu máy. Thảo dùng cái cần này đi. Thế thì mình sẽ sử dụng cái móc treo quần áo để câu cá nha các bạn. Trời ơi, không biết là cái này câu như thế nào đây. Cái lằng hoàng này cái này. Rồi các bạn ơi, mình sẽ có 3 lựa chọn dây để cho 3 người thi. Đó chính là dây diều, dây cước và dây cước tàng hình. Thôi dây ngắn đấy anh. Đây nó xoăn xoăn thế như kéo ra giải phích em ạ. Dây cước tàng hình nha. Đấy các bạn nhìn thấy không? Bây giờ ai thấy chưa? Em ạ. Rồi. 1 xoay mạnh lên. 1 Chúng chân Thảo. Không có trúng gì hết. Đấy là số phận rồi. Thế lần sau xoay nó ra chỗ khác đi. Mày xoay mạnh lên là nó không trúng chân nữa. Mấy? 3. Ui. À. Bây giờ 6 luôn. Trời đất ơi. Ok. Rồi. Bây giờ chọn dây nè. Anh nhất, anh sẽ chọn dây cước rồi. Tại vì dây cước mới câu được cá chứ. Dây này sao câu được cá? Thế Thảo chọn dây gì? Các bạn ơi, mình chọn dây cước tàng hình. Công nhận cái dây này nhìn nó không thấy gì luôn các bạn ơi. Nhìn nó bé tiêu mà nó còn mờ mờ nữa. Cái này phải
Cái này cá phải đeo kính cận mới nhìn được ra. Tiếp theo Vinh. Các bạn, mình sẽ lấy dây này nha các bạn. Dây gì ấy các bạn ạ? Dây diều em ạ. À dây diều, mình sẽ lấy dây diều buộc nha các bạn. Rồi lấy dây diều để câu cá. Nghe đã thấy nó hơi thốn thốn rồi đấy. Ok. Tiếp theo là mình sẽ chọn cái phao để mình buộc vào cái dây cước và cái dây câu ấy để còn nhận biết là lúc cá ăn mình giật cho nó bay mõm. Nôm có một cục phao cầu gạch, một cái phao chuyên dụng chuyên để câu cá bán ngoài shop. So với giá trị thì phao này đắt tiền nhất nha. Tiếp theo là một chiếc tông nào. Ai mà phải nhặt cái này là phải dùng cả cái này buộc vào câu nha. Rồi ai chơi trước đi. Một hai bốn này các bạn. Bắt đến mình. Cái hai ơi. Ba. Ok rồi. Ok Thảo chọn trước. Em chọn bao này. Trời đất ơi. Cái gì vậy ông cố nội? Không, không, anh thích bao này thì anh chọn trước. Không chơi. Cái phong này bồ bồ kiểu gì. Ok. Tiếp này. Tiếp đến là chọn móc câu, ta đây chọn móc câu. Tiếp theo chúng mình sẽ chọn móc câu nha các bạn. Thì móc câu chúng mình sẽ có 3 loại móc câu như sau. Đây, móc câu dùng để câu cá bình thường, tức là những con cá mồm không rộng lắm và cũng không bé lắm thì chúng ta sẽ dùng móc này câu. Đây, nói chung là móc cái móc này thì cá to cá bé đều có thể dính nhỉ. Thứ hai là cái loại móc bé bé này. Em mình phải cho cả hộp để cho các bạn nhìn. Đây, móc tí xíu bằng 1/2 cái móc kia thôi. Móc này thì nếu mà cá to nó ăn thì gọi là nó nhai ở bụng xong nó nhè ra được các bạn ạ. Cuối cùng là chiếc móc đẳng cấp 8386. Ai biết để dùng cái móc này để câu nha. Nó thẳng tắp như này nó móc vào được cái gì hả anh đấy? Ôi trời, đấy là em không biết rồi. Sử dụng cái này chúng ta có thể uốn được thành cái móc câu để chúng ta câu. Đây này, nó móc được vào chưa? Đây. Cái này mềm lắm. Thì cá mồm nó cũng dễ dính mà. Rồi, nào, không nói nhiều, bốc thăm. Bốc thăm, nhấm nhá. Phải đây. Một. Bốn. Vinh sai đi Vinh. Không một đâu. Không một đâu à? Giờ cho Vinh sai là một nha. Hai. Không một thì đến hai. Đến lần mình, đến lần mình. Ok. Em mấy? Em 4. Em 4, anh 3, em 2 đúng không? Ngon luôn. Thảo chọn trước. Rơi này. Ok, Thảo đã có móc của Thảo. Tiếp đến lượt anh đúng không? Tất nhiên là anh sẽ chọn cái móc này rồi. Vinh sẽ sử dụng cái dây này để làm móc nha. Ui, cái móc của Vinh nhìn nó đẳng cấp rồi các bạn. Điên thế. Để mình uốn cho nó giống cái móc tí nha. Rồi, Vinh sẽ sử dụng cái móc này nha các bạn. Quả móc này không biết mồm con cá nào nó vừa các bạn. À, mồm em vừa. Mồm vừa đấy, thì con cá nào to bằng người em may ra mới giật được nó lên. Điên chỉ thì mình chọn chung hết rồi, bây giờ chỉ còn mồi câu thôi. Mồi câu chúng mình cũng có 3 lựa chọn, đó chính là mồi câu chuyên dụng, lại còn mồi câu khó chịu nữa. Mồi câu khó chịu là mồi câu như thế nào? Các bạn đã từng câu cá với mồi câu khó chịu này chưa? Mình sẽ để cái link ở trong video, các bạn ấn vào mua thử về câu thử nha. Quái này xem câu có nhanh được cá không nha. Tiếp theo đó chính là bánh. Tiếp theo là một cái xẻng dã ngoại nha. Xẻng này rất là tiện, có thể làm cuốc làm xẻng. Ôi Thái ơi, cuốc xẻng này thì cá ăn xẻng. Cá không ăn xẻng nhưng chúng ta phải dùng xẻng để đi cuốc run để câu cá em ạ. Rồi, nào, xoay. Đừng điên nữa, một. Quay. Hai. Mày chết. Yeah. Đến lượt ai? Không cần phải tung đâu. Có. Ai cầm. Ok. Anh nhắm mắt anh tung. Hai. Thảo hai mà đúng không? Rồi cho Thảo chọn trước. À thôi giờ anh chọn trước đi. Anh sẽ chọn mồi câu khó chịu này. Em chọn này. Mời bãi. Sao chọn cuốc run vậy? Không. À, thế à? Thế nhất quyết là không dùng bánh để câu cá à? Ừ. Đâu rồi nhỉ? Nhiều bánh mới. Ờ. Ăn luôn. Thôi ơi, lấy để câu cá mà đi em. Rồi, vậy là phân chia tài sản đã xong các bạn. Bây giờ chúng mình bắt đầu sẽ gom hết tất cả những cái đồ mà bọn mình vừa chọn được, rồi để tạo thành cái dụng cụ để câu cá nha các bạn.
Này cậu. Bây giờ mình sẽ buộc dây nhá các bạn. Mình sẽ buộc dây để câu cá. Cái rèm chắc câu cá một 5 cân đấy các bạn ạ. Mình cũng sẽ buộc dây để câu cá à. Mình sẽ làm gì ạ? Mấy bạn nhá. Hay dùng nó sang thái nhá. Sao mà đỡ được. Mình giống phải xin gì á. Với cái dây thép này nhá, mình sẽ chế nó thành một cái móc câu nha bạn. Mình sẽ chế nó thành cái móc câu sắc sắc vào để câu cá cho nó dễ. Mình sẽ đập cái lưới cờ cho nó nhọn nhọn ra thì nó sẽ móc được vào con cá nha các bạn. Đây các bạn, đẹp luôn. Wow. Tiếp theo nha, mình sẽ cắt ngắn đi để làm cái móc nha các bạn. Rồi còn cái phần trên này nhá, mình xoắn nó lại thành một cái lỗ xong rồi tí mình xóa cái dây câu cá vào là được. Ok, phần thừa mình sẽ bẻ đi. Cắm phao vào. Vừa xong rồi nha các bạn. Đây, cần mình đây. Cần mình xong rồi nha các bạn. Cần mình đã cắm này vì ngủ vừa câu. Chắc cá không lên các bạn ạ. Thôi, mày đừng có bốc quét. Các bạn yên tâm, cái cần này không làm khó được mình đâu. Quan trọng là kỹ năng các bạn ạ. Thắng bại tại kỹ năng các bạn nhá. Cái mình phải buộc chắc vào nha các bạn. Không thì nó câu cá to nó tuột ra hết. Sao xong rồi nha các bạn. Xong rồi mình buộc móc nữa là ok rồi. Được. Yeah. Trong nha các bạn. Siêu trong luôn. Tiếp theo mình sẽ buộc cái phao ở trên này nữa là xong nha các bạn. Mình sẽ cắn cái chìa cho chắc chắn lại. Ok. Mình sẽ buộc phao vào. Mình buộc thắt nút đây nha các bạn. Tí xem nước sâu như nào mình còn tốt xuống tốt lên được. Ấy, vậy là hạt cần của mình đã xong rồi nha các bạn. Rồi mọi người, thì đây chính là những cái dụng cụ mà mình sẽ để đi câu cá. Gồm có cần câu này, mồi câu này, dây câu này, phao câu này. Đó, cái này để tí nó đựng mồi nha. Bây giờ là mình sẽ phải thiết kế mỗi cần câu từ cái móc treo quần áo này. Đây, mình sẽ sử dụng cái dây cước này nha. May mà còn có dây cước để câu này. Nhìn xem nào. À, mình nghĩ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thiết kế một cái cần câu nhiều lưỡi nhỉ. Mỗi một cái kẹp này sẽ là một cái lưỡi câu các bạn ạ. Mình sẽ buộc dây cước vào đây. Vinh ơi Vinh. Dạ. Mày cứ đứng đấy, anh sợ có điểm ấy. Tí nữa nó mà rơi phát vào đầu anh thì mình may mà anh còn đang bận đấy nhá. Bây giờ mình sẽ tập trung vào buộc dây cước này. Đầu tiên sẽ phải buộc nó vào cái này. Rồi, cái này biết câu được cá không đây? Cứ thử nha các bạn. Cái đồ, cái móc này có canh mới nhìn thấy cái móc câu ấy. Này làm sao mà cá nó ăn được nhỉ? Nó nuốt vào nó còn súng miệng, nó nhả ra không có. Nó còn bé hơn cái dây cước luôn các bạn ơi. Nó là như thế này đấy. Ý, bé thế này sao mà câu cá được đây? Mình tự làm khó mình rồi. Không sao. Tại vì hôm nay bây giờ là ban ngày. Xóa dây vào cần. Bố lại nha các bạn. Chắc lấy tầm này thôi. Đó. Vậy là được một cái móc câu đây rồi. Lưỡi đây rồi. Bây giờ làm tất cả các cái này nữa. Khoảng 10 cái móc câu nha các bạn. 1 hour later. Đây. Đấy, vậy là mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái móc. 10 cái móc ở đây rồi. Bây giờ là... Thôi, mình chả cần phao nữa các bạn ơi. Bây giờ mình phải cần có một đoạn dây để nối vào đây. Đây, dây này. Cẩn thận, lại tõm phát đầu anh. Đây, xỏ vào đây nha các bạn. Đây, cái này coi như là cái dây cần đi, dây câu đi. Đó. Buộc chắc chắc vào tí rơi mất cả cần. Cần mất bao nhiêu công mình buộc móc. Này cá nhìn thấy mồi nó cũng phải phát khiếp. Nhưng mà bữa ăn buffet luôn. Rồi, mọi người, vậy là ba anh em mình đã làm xong cần câu cá rồi nha. Thì đây chính là cần câu của mình có tên là cần buffet nha các bạn.
mồi tứa lưa hột hột mưa luôn. Các bạn thích câu cám vào nhìn cái mồi ở trên cái cần câu của mình, gọi là quáng lè luôn các bạn ơi, gọi là ăn buffet luôn nha. Thích ăn mồi nào ăn. Tiếp theo, cần của em là mì, em chỉ cần lém xuống phát giật cá lên, đào run phát xóa mồi cho xuống, giật cá lên xong rồi. Đây gọi là cần ảo tưởng. Cần của em là, anh có nhìn ngoài đâu, khoe cần đi. Cần của em là độc lạ Quảng Linh anh thấy ạ. Này cần của em nhá, không cần câu nhá, cá nó cứ cắn bê lên giờ cho xuống ăn ngon. Thế là cần của em gọi là cần ảo tưởng sức mạnh em. Đúng rồi. Thôi nhìn quả mồi bánh mì của em này, không biết là câu cá được ăn không, một tí là thèm là nhẩm hết đấy nhá. Bây giờ là ba anh em mình sẽ ra cái chỗ câu cá để sử dụng cái dụng cụ đặc dị của mình để câu cá nha các bạn. Đi thôi mấy đứa. Minh đâu rồi? Chạy đằng kia nè. À Vinh thịt lợn, mày lại ra mày ăn trộm thanh long đúng không? Chắc chắn là mày ăn trộm thanh long rồi, phải không Vinh? Mày ra đây mày vặt trộm thanh long ăn đúng không? Đâu em có ăn đâu. Thanh long, thế đi câu cá thôi. Ờ. Ngoài miếng nào đâu, đi sao đi. Sao đó được. Bây giờ mình cút luôn nha bà. Ủa? Ngồi vào ngay run các bạn. Mình sẽ bóc mồi nha các bạn. Công nhận. Bảo sao mà cái tên mồi là mồi câu khó chịu. Hóa ra cái mồi mình ngửi cái mùi này nó cũng khó chịu vô cùng luôn các bạn ơi. Rồi đổ ra này. Đó. Ủa, từ từ mình đọc hướng dẫn sử dụng ấy coi. Anh thái đầu ghi để em pha cho. Ok. Mồi tơi này pha theo tỷ lệ 2 phần mồi và 8 phần nước. Trộn tới khi mồi tơi ra. Bóp vừa tay. Dính lưỡi là được. Ê, dính lưỡi. Ui ôi, dính lưỡi câu. Thế mà anh không nói trước. Thì đây nó cũng có nói là dính lưỡi gì đâu. Anh vừa mới nhớ ra là dính lưỡi câu. Mày đã cho vào dính lưỡi mồm rồi. Đâu, dính chưa? Hết dính chưa? Cho thêm xíu nước đi em. Xíu nữa đi. Được okay, rồi. Ui ôi, thành cháo rồi. Thành cháo rồi em ạ. Anh cứ yên tâm. Trời ơi. Thảo đã câu rồi giờ. Rồi, ok. Bây giờ là bọn mình bắt đầu tính thời gian câu cá nha. Ba anh em mình sẽ có thời gian là 1 tiếng 30 giây để câu cá nha. À nhầm, 1 tiếng 30 phút. Đó là chưa? Rồi, câu. Rồi. Rồi. Nhìn như vừa rồi là cái tông mà. Cái tông em tưởng anh thấy không lấy phao nên em buộc vào. Thôi nó cũng giống nhau các bạn, nó cũng nặng nặng như nhau. Chết rồi. Cái này là của cá mà. Cá gì cũng không biết đúng không? Sao không biết nhỉ? Biết quá ai. Cái này riêng câu Vinh mà câu cái phao này người mù vẫn thấy cá ăn Vinh ạ. Ăn rồi Vinh ạ. Chưa. Giật luôn ăn rồi. Ăn cái đồ của anh ấy. Ui. 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 Ui cái gì ăn rồi. Bay luôn cả móc rồi Vinh. Hả Vinh? Thằng nào buộc móc cho mày? Thảo. Mày buộc cái đoạn dây kia. Các bạn cứ yên tâm. Mình biết kiểu gì mình cũng tuột nên mình đã thủ sẵn. Buộc vào là xong rồi. Kinh nhờ. Johnny đảng Vinh. Johnny đảng à. Mất miếng bánh mì rồi các bạn ạ. Ui của Thảo kia. Thảo. Chưa. Giật luôn. Chưa. Chưa gì giật tiền gì nữa. Nhưng này chưa giật đâu. Thảo con đầu tiên. Ôi. Thảo được một con. Hả? Thảo à. Thảo được một con này các bạn ơi. Ôi, mất lại. Không mất được. Rồi, bây giờ là đặt cần xuống rồi lôi dây lên thôi. Quá đẳng cấp các bạn ơi. Đâu nó vẫn đấy em ạ, nó đang lôi đi. Ui giời ơi, câu dê. Mắc dê đi này. Mắc dê, chẳng qua em bảo cần 5 sao rồi, em nói em gáy gì.
Lần này vua câu cá không thể thoát khỏi tem rồi. Giờ mắc mồi vào từng cái móc một các bạn ạ. Không biết là có dính con nào không. Kiểu mình kiểu phục vụ quán buffet vậy. Rồi. Mỗi mồi một cục. Tiếp cái nữa này. Tiếp này. Đâu nữa đây. Đây nữa. Ôi Thảo lôi vào bụi rồi Thảo ơi. Vâng. Giật luôn, giật luôn. Mày dính. Ôi Thái à? Ôi giời ơi. Nhưng anh Thái chỉ có ăn cháo thôi. Ăn cháo đá bát đúng không? Bây giờ mình sẽ thả cần câu nha. Lần này là lần thả đầu tiên nha các bạn. Cùng nhau test xem là cái cần câu buffet của mình câu được cá không nha các bạn. Rồi, thả xuống này. Y sa chai. Hạ thổ. À nhầm nhầm. Câu cá. Thả như ta. Ê. Ui. Ui, nhấc luôn. Chưa. Ui, cá kia. Đúng. Bay ở dưới. Nung gần nhé. Ừ. Cá lại, đớp đi. Tại vì cái móc câu của nó bé quá các bạn ơi. Giật. Thả sâu luôn. Theo các bạn thì cá có dính không đây? Tất nhiên là dính rồi. Giật nha. Rồi. Giật. Ui giời ơi, sạch bóng màu luôn. Sạch bóng màu, sạch bóng mồi luôn rồi các bạn. Không sạch sẽ vẫn không quả, vẫn còn một chấm mồi. Má tiên sư ấy. Còn điên thế nhỉ. Không như mình tưởng tượng rồi. Vẫn còn một mồi nha, cố gắng câu lấy con này nha. Thôi lần này là sạch sẽ thật rồi đấy. Không còn cái gì nữa rồi các bạn ơi. Cày thế. Ui ui. Ui. Biết rồi. Ui. Ui to. Nó bị mắc rồi này. Nó bị mắc rồi. Bị mắc rồi. Không lấy không lấy. Ui cá to đây. Con to con này con. Thảo này. Không phải đứt dây. Ui nó lôi kìa, nó lôi kìa. Ui các bạn ơi, của mình bị đứt dây các bạn ạ. Để... Nó lôi đâu rồi. Quấn lại, quấn dây phía dưới. Đúng rồi, quấn vào. Ăn rồi, nhấc lên. Ui. Thảo được một con. Trời ơi, chưa. Cầm dây. Yeah, thảo được một con. Yeah, một con. Cá chép à? Ui, 5 cân à? Chứ con này 5 cân. Con này mà 5 cân đấy, con này phải 10 tạ. Ui, con này kéo nặng lấy tay mà. Ờ. Thế là Thảo bị tuột mất cái pha dây ra ngoài. Trong khi Thảo được 3 con thì bọn mình vẫn đang lay hoay. Đấy, cho vào rồi. Ngon luôn. Ôi. Nó lôi rồi đó các bạn ơi, nhìn nó lôi rồi. Cứ để nó lôi đi. Cho lên mệt đi. Để là thu vào nhá. Ui. Hai con vô. Một con. Wow. Ui đây con to tướng này. Ui. Nó đi. Đấy nó lôi rồi các bạn, nó lôi rồi vào kìa. Để thu lại cho nó lôi chưa. Lên. Chà. Một nhá. Ui. Yeah. Một con. Wow. Đấy, hộ Thảo câu nha. Bây giờ cái cần của bọn mình không có cá rồi các bạn ạ. Đây là chép à? Hay rô phi? Rô phi. Hay nhìn nó ố vàng ấy à? Ừ nhật. Ơ. Con này đúng rô phi thật này. Rô phi màu vàng kè đi. Lấy xô đấy. Rồi. Mình quyết định là bây giờ không câu bằng cái kia nữa mà Thảo nó đưa mình sẽ câu bằng con cá luôn, xem mà trong một tiếng nữa mình sẽ câu mấy con nha. Con vừa của mình đây. Bằng nhau sao ấy này ạ? À? Bằng nhau. Bằng nhau à? Ừ. Ủa, xong em thử câu con nào vừa. Thôi anh em mình cùng câu vậy. Một nhóc nữa. Hai nhóc. Vinh ơi, sau khi mà mặt trời lặn 30 phút rồi, một tiếng rồi mới có cái lần câu thứ hai. Bánh mì à? Đây. Không, lấy mồi khô á. Đấy là mồi ấy làm sao câu được? Hả? Mồi ấy nó tở làm sao câu được? Giải quyết định câu một con tao. Đời. Không muốn về. Không say không về. À nhầm. Không câu được con cá không về đúng không?
Mình thì lợn, mình thì lợn chế ra cái chổi ấy. Vâng. Mày, mày này, một cái nịt bay luôn cả móc rồi. Móc này là mơ nhá, không bay móc đâu. Rồi rồi, đi về mơ đi. Bây giờ tổng kết cá nào. Để tổng kết cá buổi buổi câu cá khám lọ ngày hôm nay nào. Rồi, Thảo Điên. Ui, hiu. Ui. Thảo Điên, Thảo Điên hất bay cả cần luôn rồi các bạn ơi. Thằng này báo rồi. À, thằng này báo. Ấy. Thằng này báo rồi. Ấy. Từ từ. Từ từ em ơi. Ấy. Câu được một cái cần. Các bạn ơi, thằng Thảo nó lùa. Em học lùa, em lùa đẳng cấp rồi, em lùa từ dưới cái lùa lên mấy phát rồi. Nó là lên đây nó lùa phát bay luôn cái đôi cần này. Cái này là dính như này. À, cái này chỉ dính vào đây thôi. Cái nu nó lỏng à? Lỏng cái con khỉ gãy rồi. Thế là hết câu nha các bạn. Tổng kết cá. Đây là số cá mà bọn mình câu được trong buổi ngày hôm nay, được 2 con cá nha. Đây một con này. Đây một con này và 2 con cá nhỏ nhỏ là 4 con. Mình câu một con, Thảo câu 3 con. Vinh em mình câu được, Vinh câu được chục con nhưng mà rơi hết số nào à? Chuẩn. Gì? Ừ nhá. Con này nữa, Thảo câu con này nữa. Thảo lấy đi em. Rồi.